Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với cái chuyên mục tư vấn cũng như là bản tin của Vietnam Road Trip. Cái mùa hè này và cái mùa mưa chính là cái thời điểm mà có cái thời tiết khá là cực đoan. Tôi thấy rằng là Sài Gòn mấy hôm vừa trước còn bị mưa đá nữa, một cái điều rất là hiếm hoi ở một cái vùng nhiệt đới quanh năm nóng như là Sài Gòn. Hà Nội thì những cái thống kê là có tới hàng nghìn tia sét đánh xuống, chỉ kéo dài có mấy tiếng đồng hồ thôi. Vậy thì có một cái vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là khi mà chúng ta ngồi trong xe ô tô mà sét đánh vào xe, nó có làm sao hay không, cũng như là những cách phòng tránh hoặc là những khuyến cáo để cho chúng ta có thể lái xe an toàn hơn trong những ngày mà có mưa lớn hoặc là có sét đánh rất là nhiều. Cái câu trả lời đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ ngay với quý vị đó là nếu như là bình thường chúng ta ngồi trong xe ô tô hoặc đang lái xe ô tô di chuyển trên đường mà sét đánh trúng chúng ta thì về cơ bản là nó cũng sẽ không bị làm sao cả. Quý vị biết rằng là luồng điện mà sét nó đánh xuống thì nó cực kỳ nhanh và cực kỳ là lớn, lên tới hàng nghìn volt. Nhưng mà thực tế thì người ta cũng ghi nhận rất là nhiều những cái trường hợp mà sét đánh vào máy bay khi đang di chuyển, sét đánh vào ô tô, nhưng mà hầu hết là mọi người sẽ không bị làm sao. Nguyên nhân chính là lúc đó chúng ta đang ngồi trong một cái lồng Faraday, có nghĩa là cái ô tô của chúng ta nó sẽ giống như một cái lồng Faraday, thưa quý vị. Cái lồng Faraday thì nó được lấy tên theo cái nhà khoa học của người Anh khi mà ông quan sát cái hiện tượng và phát minh ra cái lồng này vào năm 1836. Sau đó thì người ta đã ứng dụng cái hiệu ứng của cái lồng Faraday này trong rất rất nhiều những lĩnh vực của đời sống mà quý vị có thể đã nhìn thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng đó là cái lồng Faraday thôi. Ví dụ như là trong cái lĩnh vực về điện lực, khi mà người ta chế tạo ra những cái bộ quần áo có thể chịu được cái luồng điện cao thế phóng cho những cái người thợ điện mà người ta làm việc trên những cái đường dây cao thế như thế. Đấy, rồi là ứng dụng trong các cái lĩnh vực về trục cộng hưởng tư. Đấy, cái lồng phía bên ngoài đó quý vị. Đó, đó là một trong những nguyên lý của cái lồng Faraday đó. Rồi ứng dụng trong cái ô tô, ứng dụng trong máy bay, thang máy của quý vị khi di chuyển hàng ngày, bởi vì cái lồng thang máy xung quanh của nó là cái lồng bằng kim loại. Thì cái xe ô tô của chúng ta nó cũng giống như một cái lồng Faraday, bởi vì toàn bộ cái khung gầm ô tô bên ngoài nó là một cái khung bằng kim loại kín luôn. Đấy, nên là nó sẽ bảo vệ được cho chúng ta. Có thể nhiều người nghĩ rằng là khi mà sét đánh vào ô tô thì chính bốn cái lốp nó sẽ bảo vệ cho chúng ta, bởi vì nó là làm bằng cao su mà nó cách điện xuống đất. Như thế thì không phải, thưa quý vị. Bốn cái lốp độ dày nó chỉ khoảng tầm 10 cm hoặc là thậm chí còn ít hơn. Với cái lốp cao su mỏng như vậy thì nó không thể nào bảo vệ chúng ta cái gì đâu. Bảo vệ chính nó chính là ô tô, nó là một cái lồng Faraday. Thì nguyên lý hoạt động của nó đơn giản thôi. Khi mà sét nó đánh vào một cái lồng Faraday như vậy thì toàn bộ cái điện nó sẽ dẫn ở cái phần bên ngoài, còn toàn bộ cái phần mình mà ngồi bên trong lòng của nó thì nó không bị làm sao cả. Đấy, nguyên lý hoạt động là như thế. Còn chi tiết hơn cấu tạo lồng Faraday làm sao, rồi cách thức hoạt động như thế nào thì quý vị có thể lên Google search một cái thì có thể là tìm hiểu thêm. Trong clip này tôi sẽ chỉ nêu cái vắn tắt cái nguyên nhân khiến cho chúng ta ngồi trong ô tô mà không bị làm sao. Nhưng mà đấy là đối với ô tô là khung cái khung nó kín, thưa quý vị. Đối với những chiếc ô tô mà mui trần ấy, hoặc là quy bạt ấy, hoặc là thậm chí là cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh mà quý vị mở nó ra ấy, thì nó cũng không phải là một cái lồng Faraday kín đâu, nên là nó cũng sẽ không có cái tác dụng bảo vệ. Và tôi nhớ là trước đây thì cái tạp chí Top Gear họ cũng đã có một cái cuộc thử nghiệm khá là liều lĩnh. Họ cho một cái chuyên gia, tức là hình như là một cái phóng viên của cái tạp chí Top Gear, anh ấy ngồi trong một chiếc xe Volkswagen Golf, và cái xe đấy thì nó đặt giữa cái trạm điện và người ta chế tạo nên những cái tia điện phóng xuống ở đâu đó khoảng tầm 600 đến 800 nghìn volt, một cái nguồn điện cực kỳ lớn. Và anh ấy ngồi trong đấy và anh ấy không chạm vào bất cứ cái gì ở xung quanh xe cả. Người ta phóng cái điện này xuống 600 đến 800 nghìn volt rất là lớn, người ta phóng xuống đâu đó khoảng chục lần gì đó mà anh ấy ngồi bên trong không bị làm sao cả. Và sau khi mà người ta dừng cái phóng nó lại thì anh ấy xem, nhìn bên trong xem nó có bị hư hỏng gì không, có bị vỡ nát hay cái thứ gì không. Thực tế thì lại không bị một cái gì cả, và anh ấy thử đề lại cái xe thì cái xe nó vẫn đề lại được bình thường. Đó, nên là chúng ta có thể yên tâm là với những chiếc xe ô tô bình thường nhé quý vị nhé, được chế tạo bằng kim loại, có tính năng dẫn điện. Còn với những chiếc xe như tôi nói là mui trần, hoặc là thậm chí một số cái xe họ được chế tạo từ các cái vật liệu như là sợi thủy tinh hoặc là gỗ hoặc cái gì đó, thì dĩ nhiên là nó không thể tạo thành lồng Faraday, nên là nó không thể bảo vệ quý vị khỏi cái việc xe đánh đâu ạ. Mà chỉ có những cái xe được chế tạo bằng cái lồng kim loại kín thì mới có thể bảo vệ quý vị được. Và thêm một cái điều kiện nữa, đó là chúng ta cũng phải ngồi ở phía bên trong xe, chúng ta không được mở cửa sổ xe ra,
chúng ta không được thò tay ra khỏi cánh cửa sổ của xe, chúng ta cũng không được thò đầu ra khỏi cửa sổ của xe, và chúng ta cũng không chạm cái tay mình hoặc một cái bộ phận nào trên cơ thể mình vào cái thành xe, tức là cái phần mà kim loại ở phía bên xung quanh xe đó. Chứ còn nếu mà chúng ta chạm vào thì khác gì chúng ta chạm vào một cái dây điện cao thế các thứ, thì nó sẽ truyền thẳng vào chúng ta, nên là chúng ta sẽ bị điện giật thôi trong những cái lúc mà bị sét đánh. Như vậy là cái câu trả lời mà chúng tôi muốn khẳng định ở đây với quý vị, để mà xua tan đi những cái lo lắng của quý vị khi mà chúng ta lái xe ở trên những cái đoạn đường mà sét đánh. Nếu như trong điều kiện bình thường, quý vị lái xe bình thường hoặc là ngồi trong xe ô tô, chân tay như tôi nói không được thò ra khỏi xe, không phải xe mui trần, và chúng ta không chạm vào bên thành xe, thì về cơ bản là sét đánh vào xe chúng ta sẽ an toàn, không làm sao cả. Còn những trường hợp mà nó có bị làm sao thì chắc có lẽ là do số phận rồi quý vị. Phần tiếp theo thì tôi cũng chia sẻ những cái khuyến cáo đối với quý vị khi mà chúng ta phải di chuyển xe trong cái điều kiện trời mưa bão sấm sét. Thì đầu tiên là nếu mà được thì chúng ta nên hạn chế ra ngoài đường tham gia giao thông trong cái điều kiện mưa bão sấm sét như vậy. Ta ngồi trong nhà thì dù sao nó cũng an toàn hơn. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà chúng ta có thể thì chúng ta nên hạn chế đi ra ngoài trong những cái trường hợp mà trong những cái ngày mà mưa bão gió mù sấm sét, bởi vì bão sấm sét thì nó thường kèm với mưa. Ở mưa thì nó sẽ tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ gây nên cái tai nạn của quý vị, ví dụ như khuất tầm nhìn này, rồi nước ở trên đường này, rồi là trơn trượt này, rồi tất cả những cái thứ đấy nó khiến cho chúng ta lái xe nó sẽ bị nguy hiểm hơn. Còn trong trường hợp mà quý vị bắt buộc phải ra đường vì công việc, vì cái gì đó trong những cái ngày mưa bão sấm sét, thì quý vị có thể di chuyển nó chậm lại, không nên di chuyển quá nhanh. Vì sao? Thứ nhất là vì quý vị di chuyển chậm thì cái tầm nhìn của quý vị nó cũng sẽ tốt hơn. Trên đường mưa nó tiềm ẩn những cái có thể là cái hố sụt này, có thể là trơn này, có thể là hố nước này, có thứ mà quý vị lao nhanh vào cái hố nước, đôi khi là nó bị mất lái và thậm chí là xe nó bị lật và bị văng luôn, chứ không phải là chỉ đơn giản là quý vị là nó bị cản cái xe của quý vị đi đâu ạ. Thêm nữa thì khi mà lái chậm thì quý vị sẽ có cái thời gian để chúng ta có thể xử lý được các tình huống bất trắc nó xảy ra. Ví dụ như là giả sử như nhé, sét mà nó đánh vào xe của chúng ta mà nó gây nên cái hiện tượng là nổ lốp chẳng hạn. Lúc mà chúng ta di chuyển chậm thì rõ ràng là chúng ta có thể từ từ di chuyển cái xe vào bên lề nó đơn giản hơn. Khi mà chúng ta di chuyển ở tốc 70, 80, 100 mà nó nổ lốp thì thực sự là nó rất là nguy hiểm cho quý vị. Bình thường trời khô ráo cái thứ mà nó đã rất nguy hiểm rồi, chứ không nói gì đến trời mưa trơn trượt nữa. Thứ ba nữa là quý vị nên hạn chế các cái thiết bị điện tử ở trong xe, ví dụ như điện thoại, máy tính bảng, máy tính các thứ, thì những cái vật trộm đấy nó cũng có một phần nào để thu hút cái sét đấy. Cho nên là nhiều cái chuyên gia cũng cảnh báo là khi mà ra ngoài đường đâu đó chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng cái điện thoại di động trong cái trời mà mưa bão sấm chớp, hoặc là đứng cạnh những cái vật trộm bằng kim loại, bằng sắt. Và chúng ta nên tập trung lái xe và không bị sao nhãng bởi tất cả những cái thứ xung quanh, kể cả sét nó đánh ùn một cái bên cạnh ta, thì chúng ta cũng cố gắng là giữ cái lái xe cho nó thẳng, chứ không ta không giật mình hoặc là không hoảng hốt nhìn xung quanh. Thì đôi khi là vì khoảng 2 giây chúng ta nhìn xung quanh thôi mà đằng trước nó có thể là có một cái xe nó dừng chẳng hạn, thì chúng ta có thể đâm vào cái xe đó. Rồi nếu mà trời mà nó mưa lớn quá hoặc sấm sét nó lớn quá thì chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi, tìm một cái điểm nào đấy nó an toàn ra khỏi cái làn đường của xe chạy hoặc là cái trạm dừng nghỉ, chúng ta nghỉ ngơi vào đấy. Bởi vì khi mà mưa lớn, quý vị, kể cả quý vị có dùng cái chế độ gạt mưa là lớn nhất đi chăng nữa, thì cái tầm nhìn khi mà tôi đi thì thực sự là nó chỉ đâu đó khoảng 5-10 mét thôi, thì nó không lớn hơn. Và thậm chí là có những trường hợp mà chúng ta đang đi như thế này, cái xe tải nó đi ao một cái vũng nước ấy quý vị, nó bắn trùm một phát là kín hết cả cái xe của chúng ta luôn. Tự nhiên lúc đấy chúng ta bị đơ mất khoảng tầm 2-3 giây. Nhiều người mà không có kinh nghiệm lái xe, không xử lý và không phản ứng kịp ý, thì đôi khi chúng ta sẽ đánh lái và nó sẽ rất là nguy hiểm. Vì tự nhiên lúc đấy chúng ta đang nhìn thế này mà cả một cái bàn nước nó ập thẳng vào cái kính lái của chúng ta, thì chúng ta dễ bị hoảng loạn trong những trường hợp như vậy. Và khi mà tìm cái chỗ nghỉ hoặc tìm cái chỗ mà các bạn dừng lại, thì chúng ta cũng không nên đứng dưới những cái bóng cây to. Thứ nhất, nó là cái nguồn thu sét, sét nó sẽ dễ đánh vào những cái cây to, cây cao như vậy. Thứ hai nữa là đôi khi sét đánh trúng chẳng hạn, có thứ nó gây nên đổ và thậm chí là nó đè lên cái xe của chúng ta. Cái Viện An toàn Sét của Hoa Kỳ thì họ cũng khuyến cáo rằng là chúng ta nên tấp vào cái lề đường này, tắt máy này, bật cái đèn khẩn cấp của xe lên và đặt tay vào đặt hai cái tay như thế này vào cái lòng bụng của chúng ta để như này, và chúng ta ngồi chờ cho cơn mưa đi qua và chúng ta di chuyển tiếp. Đấy là trong những cái trường hợp mà nó thực sự nguy cấp và thực sự là nguy hiểm. Còn lại thì chúng ta vẫn có thể di chuyển ở trên đường được. Quý vị yên tâm là sét có đánh vào xe của quý vị trong những trường hợp bình thường thì cũng không làm sao cả. Và chúng ta có thể di chuyển chiếc xe một cách tự tin, bình tĩnh, chậm chậm thôi, và tập trung lái xe, chú ý quan sát và tránh cái việc sao nhãng lúc mà chúng ta lái xe.
Đó, đấy là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái hiện tượng là sét đánh vào xe ô tô. Còn quý vị nghĩ sao về cái vấn đề này? Và không biết là trong những cái khán giả của Vietnam Road Trip thì đã người nào bị sét đánh vào ô tô mà lúc người ta ngồi trong hay không, hoặc là chúng ta có nhìn thấy cái việc mà sét nó đánh làm sao, thì cũng quý vị cũng có thể chia sẻ những cái trải nghiệm đó của mình ở bên dưới cái phần bình luận để chúng ta có thể thảo luận. Và Vietnam Road Trip chúng tôi rất là mong muốn quý vị có thể like, share, có thể subscribe kênh Vietnam Road Trip để chúng tôi có thêm nhiều cái động lực, nhiều cái tinh thần hơn nữa để làm thêm nhiều clip, làm thêm nhiều những cái hành trình, làm thêm nhiều những cái tư vấn về du lịch, về xe cộ, về những, tất cả những cái thứ gì trong cuộc sống của chúng ta liên quan tới cái vấn đề đi lại, để gửi tới cho quý vị. Mong rằng một cái cuộc sống của chúng ta sẽ an toàn hơn, tốt đẹp hơn và nhiều niềm vui hơn. Thân chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.